tế đảo Phú Quốc có rất nhiều món ăn và đặc sản bạn nên thử. Và hôm nay mình sẽ đến một nơi như vậy. Đây là một nơi chuyên sản xuất các sản phẩm từ quả sim có tên là sim sơn. Sim hay gọi là hồng sim, đà kim lương. Đây là một loại quả rừng ngon. Quả sim còn là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền tại Việt Nam và Trung Quốc. Ở Việt Nam, sim là một loại cây rừng được dùng làm thuốc rất nhiều khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và ven biển. Đặc biệt là ở đảo Phú Quốc có rất nhiều cây sim rừng. Sim rừng, bột sim rừng. Ngoài Việt Nam, cây sim cũng mọc nhiều ở miền Nam Trung Quốc, Ấn Độ hay các quốc gia vùng nhiệt đới ở châu Á. Sấy khô về để mình ngâm rượu này. Ba mày ngày xưa đi ngâm sim tươi nó mới nhạt thiệt ra. Giờ mua về ngâm. Ba có muốn mua không? Rượu mỏ quả. Rượu mỏ quả. Cái đồ này có khi nào mà làm bằng gỗ sim không ta? Từ từ đi, con đi nhanh nữa sao? Cái bình này làm bằng dừa con ơi. Cây dừa đấy, quả dừa ấy. Phải không ba? Nó giống kiểu cứ tích đấy đúng không? Đẹp không? Đậu uống rượu ấy. Bình rượu. Uống rượu mua này phải tặng cho Chiến này. Mua thật luôn. Mua cả ly luôn. Thôi, tí tiền. Có 7 một ly. Một cái mà không biết. Tí. Mình có rồi. 800 nghìn một rồi. Hay ha. Mỏ quạ là trái nhưng mà mỏ quạ thật. Rượu mỏ quạ. Ta chưa bao giờ biết. Trước mắt các bạn đó là khu vực chế biến sim và bây giờ mình sẽ ra tham quan vườn sim tại đây. Trước vì mình tới đảo vào cuối tháng 8 đã hết mùa sim nên không có cây sim nào ở đây còn quả nha các bạn.